Ơ chị xem nào, tôi chỉ xóa cái lông tí. Ui, mà sao nó giống thật nhở? Chỉ là gà đồ chơi mà giống thật thế. Nhíp 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 tên 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 tí ngã luôn đi. Ủa em có con gì ấy? Ôi nhà em nuôi gà thật à? Đâu thằng đồ chơi thế mà nửa đi. Ơ chị xem nào, tôi chỉ xóa cái lông tí. Ui mà sao nó giống thật nhở? Chỉ là gà đồ chơi mà giống thật thế. Nhíp 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 nhíp. Đây là quả nào ăn nhíp đúng không? Đây này. Màu nó như nào? Wow. Ui chị mà thế này mà nhìn ở ngoài á cứ tưởng là gà thật cơ. Ôi, giờ là gà đồ chơi. Thật ghê, nó đi nó trá khỏi mình gì cơ. Đâu, đâu, xem nào. Ôi, đáng yêu đấy. Mình nhảy được. Ôi, đáng yêu nhở. Hóa ra đây là gà bạn Scott đúng không? Ồ, bạn này hay đấy. Thế mà không mua hai con cho chị một con. Nhảy nhót đấy, nó giống sư gà rồi. Su nhảy theo gà, su gà luôn. Đây nè, con bạn này nhảy tiếp này. Đây nhảy. Gà. Gà với Su giống nhau à? Bây giờ bạn này lần nữa chị em mình cùng nhau nhảy với gà nhá. Nhảy giống. Xem ai nhảy giống bạn gà hơn nhá. Nhấp 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 à chị biết rồi, tại cái sân nhà em nó không được thẳng nên là bạn ấy ngã đấy được à. Ta cho thẳng đấy bạn ngã không ạ? Hết quá rồi, hết quá rồi, thế thôi này. Nhầm đi mà. Đấy thấy chưa, ủa bạn này cốt được dai thế nhở, nhở bao nhiêu lâu luôn. Hết rồi thôi đi về làm bài tập nốt đi. Em này á, em lấy từ em từ quả trứng mà bỏ nó ra. Bây giờ làm lớp bài tập đi em cùng chịu. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.